Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 395 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, nữ sĩ đạo tôn hét lớn, hắn bị đám người chức mẫu, thanh hư đạo nhân, giang tuyết tình giết chết, máu nhuộm vô nhân cấm khu. Khóe mắt của vô cực thiên tôn giật giật, gã hít sâu, xoay người liền đi. Vô cực thiên tôn nói, đạo công đạo hữu, bây giờ không còn đường nào nữa rồi, chỉ có thể tu thành tận cùng đại đạo trước khi tịch diệt kiếp cuối cùng đến. Đạo không thiên tôn thở dài quay đi, đột nhiên, tiếng cười to của Luân Hồi Đạo Tôn vang lên. Sảng khoái, thật là sảng khoái. Có thể chết trong tay nhân vật như ngươi, không uổng kiếp này. Vạn vật đạo tổ, tuy ngươi giết được ta, thế nhưng không có nghĩa là đại đạo của ngươi thắng đại đạo của ta. Trước khi đánh nhau với ngươi, thì ta đã bị trọng thương, cùng với đám thái nhất cản nguyên rồi. Người Luân Hồi Đạo Tôn đẫm máu, máu tươi hóa thành linh quang, không ngừng mà bay đi. Vạn vật đạo tổ cũng bị thương rất nặng. Trong lần va chạm cuối cùng, hai người bộc phát hết lực lượng ra. Vạn vật đạo tổ kỹ thuật cao hơn một bậc, đánh nát đạo quả của Luân Hồi Đạo Tôn, nhưng gã cũng chịu đạo thương rất nặng. Hai tồn tại siêu mạnh trong đạo tôn rốt cuộc cũng phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Đôi mắt của Luân Hồi Đạo Tôn tối dần, nở nụ cười nhẹ nhõm, khẽ nói, ta từng cho rằng mình có thể vượt qua bể khổ nhân gian này, vĩnh viễn không kiếp không nán, không rơi vào luân hồi. Bởi vậy ta mới đặt tên là Luân Hồi. Nhưng ta thường thấy khuôn mặt các anh linh thời đại mình. Giờ ta sắp hòa vào dòng sông lịch sử, biến thành hình ảnh của thời đại. Ta sẽ đi gặp bọn họ. Bùm. Cơ thể Luân Hồi Đạo Tôn nổ tung, biến thành nhiều mảnh linh quang tan biến. Vạn vật đạo tổ cũng học máu, thu nguyên dục thái cực đồ về. Vô cực thánh địa đã bị phá hủy hoàn toàn, trừ vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn ra, không còn ai sống sót. Lúc này, đại quân đế và tôn chạy tới. Thế giới thụ, hồng mông thanh liên, biến thành thánh địa, mang theo hơn 30 đạo quân, đạo tôn, thiên quân, tiên quân và tiên vương. Chân tiên nhiều không đếm xuể. Tiếc rằng, đại quân đến chậm một bước, đại la thiên đã diệt vô cực thánh địa. Giết! Tiếng trống vang lên trầm đục như sấm. Càn khôn lão tổ điều động đại quân đại la thiên. Hai phe vừa tiếp xúc, vô số tiên ma đã gặp nạn, thân chết mất mạng. Phục Xá giáo chủ núp trong loạn quân, lấy tranh hồng mông thanh liên ra. Phục Xá giáo chủ vươn tay chộp, âm thầm hút tinh khí của hồng đạo nhân. Phục Xá giáo chủ lập tức khai đàn thi pháp, thi triển chú sát đại tế. Ở bên kia, hồng đạo nhân và càn nguyên đạo tôn đụng độ, hai bên huyết chiến dữ dội. Kế đô ma tổ nghênh chiến với mông tốn đạo quân, hỗn nguyên tam tiên sát đạo đồ bay ra, biến hư không vô tận thành sát trận vô biên. 3.000 linh kiếm treo cao, đại trận chuyển một vòng là vô số kiếm quang bắn lên. Giang Tuyết Tình cũng nghênh đón đám người Ngọc Kinh Đạo Tôn, thi triển vô nhân cấm khu, ác chiến với Ngọc Kinh Đạo Tôn trong vô nhân cấm khu của mình. Lại có quân đạo nhân nghênh đón Tử Hạm Đạo Mẫu cầm gậy tre giết tới. Khổ Hạnh giáo chủ thì dẫn Hậu Tôn, Thánh Ma, Lê Hoa nghênh đón Thiên Hoang Đạo Tôn, Vô Tà Đạo Tôn. Hai người hợp thể biến thành Huyền Vũ Đạo Tôn, rùa rắn vặn vẹo, giết đến trời sụp đất nứt. Vạn vật đạo tổ lê thân bị thương nặng, nghênh chiến Thái Nhất Đạo Tôn. Trước đó, Thái Nhất Đạo Tôn chiến đấu và Luân Hồi Đạo Tôn cũng đã bị thương nặng. Hai tồn tại gần với thiên tôn này sắp dầu hết đèn tắt. Lúc bấy giờ, Càn Khôn lão tổ nhìn chiến trường xung quanh quát lên. Phục Giá từng ám toán vạn chú trước mắt ta, nhưng hắn thành công một lần, đừng mơ mà thành công lần thứ hai. Thiên Nhãn, mau tìm vị trí Phục Xá cho ta. Thiên Nhãn Thiên Quân lấy các lăng kính ra, giây lát sau hắn hét lên. Phục Xá đang ở đấy.
Càn Khôn lão tổ nhìn lướt qua thấy Phục Gia giáo chủ núp trong loạn quân ở hậu phương của quân địch. Càn Khôn lão tổ hét lớn: "Rồng to, cùng ta giết người này!" Con rồng bạo lực lướt sơ phát ra tiếng rồng, lao vào đại quân đang chiến đấu, lao hướng Phục Gia giáo chủ. Gào! Tiếng giống to vang lên, vô số đại trận tan tác, các tiên ma bị con rồng to chấn lảo đảo té lùi, người tu vi thấp thì bị chấn thành bột ngay tại chỗ. Con rồng to thế như trẻ tre, nơi nó đi qua, chiến trường mênh mông như dấy lên sóng ngập trời, vô số tiên ma bị đè lên ngọn sóng. Con rồng to phá sóng tiến lên, bay nhanh đến gần Phục Giá giáo chủ. Lòng Phục Giá giáo chủ gióng hồi chuông cảnh báo, gã lấy Huyền Hoàng bảo tháp 33 trọng thiên ra. Phục Giá giáo chủ công đức chứng đạo, dùng công đức thành tựu đạo quân đạo tôn, luyện ra dị bảo này. Phục Giá giáo chủ chen chân trở thành tồn tại cường đại nhất thời đại tiên đạo, danh chấn nhất phương. Giờ đây Phục Giá giáo chủ lấy Huyền Hoàng bảo tháp 33 trọng thiên ra, hồng mông mở mịt, dị tượng cuồn cuộn như có đại công đức khai thiên tích địa gia cố, chứa lực lượng nguyên thời đại tiên đạo. Ngay sau đó, một móng vuốt rồng vỗ vào Huyền Hoàng bảo tháp 33 trọng thiên, bảo tháp kêu giòn vang, gãy ngang. Thời đại tiên đạo đã kết thúc, nguyên thời đại bị bao phủ trong tai kiếp, sắp hóa thành tro bụi. Khai thiên khí vận công đức không thể bảo vệ Phục Giá giáo chủ được nữa. Phục Giá giáo chủ kinh hoàng ngước lên mà nhìn, thấy vuốt rồng vỗ xuống. Phục Giá giáo chủ giống lớn: "Thời đại tiên đạo đã mất rồi, ta cũng sẽ đi theo thời đại tiên đạo hay sao? Không, ta không phục, ta không phục." Phục Giá giáo chủ lắc người biến ra nguyên hình, đầu người mình rắn khổng lồ đỉnh thiên lập địa, dường như có vũ trụ hồng hoang vòng quanh thân Phục Giá giáo chủ nghênh chiến với con rồng to. Cơ thể Phục Giá giáo chủ càng lúc càng to ra, rắn to cuộn tròn rất là kinh người, thân rắn mấp máy nghiền áp vô số người nổ nát. So sánh thì con rồng to vừa mập vừa khổng lồ bỗng nhỏ thấy đáng thương. "Ta liều mình chấn áp thân thể mới biến nhỏ như vậy, muốn so kích cỡ với ta sao?" Con rồng to bạo lực mập mạp thả lòng áp chế, vô số linh quang bay ra khỏi người con rồng to, linh quang như cơ bắp nhô ra, cơ thể cũng chứng to dần, thân hình tròn quay giờ lộ ra mình rồng to lớn dữ tợn khủng bố, lớn hơn Phục Giá giáo chủ rất nhiều. "Người chết đi!" Người khổng lồ mình rắn và cự long dây dưa cùng nhau đánh sắp lá cà. Đột nhiên máu tuôn như suối trong không trung, người khổng lồ mình rắn bị giết, cái đầu to lăn vào trong loạn quân. Phục Giá giáo chủ chết, trong hồng mông thanh liên chuyển ra tiếng hư lạnh. Con rồng to bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, linh quang như thủy triều dâng lên trong người nó, linh quang rối loạn. Lúc bấy giờ thanh liên tiên tôn thấy đệ tử của mình bị chém thì rất tức giận, tiếng hừ chấn con rồng to bạo lực gần như mất hồn mất vía, thần hồn suýt bị chấn bay khỏi cơ thể. Trên bầu trời hai phe chiến đấu, ánh sáng trong mắt Giang Nam bỗng trở nên cực kỳ sắc bén. Giang Nam nhìn hồng mông thanh liên, hai tia linh quang bắn ra từ con ngươi bay vào hồng mông thanh liên. Tim Nguyên Mẫu tiên tôn đập nhanh, nàng đứng dậy, nguyên giới kim thuyền xuất hiện lao vào đại quân, cánh buồm lắc lư, con rồng to bị thu vào trong buồm rơi xuống nguyên giới kim thuyền. Lúc này trong không trung có thêm ba khí thế siêu cường đại là Đế Lân, Vô Cực Thiên Tôn và Đạo Không Tiên Tôn, thấy Giang Nam đánh nhau cùng Thanh Liên Tiên Tôn thì cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Liên Tiên Tôn làm trái với giao ước, đã xem như chủ động xuống tay với người không phải là tiên tôn. Mắt Giang Nam bắn ra linh quang, trong hồng mông thanh liên chuyển ra hai tiếng nổ dữ dội. Thanh Liên Tiên Tôn gầm lên, hồng mông chi khí bốc lên nghi ngút từ đóa hoa sen, thiên biến vạn hóa. Vị trí của hồng mông chi khí bốc lên như có các vũ trụ được sinh ra ngăn cản uy nhiếp từ tia mắt của Giang Nam. Những vũ trụ này là các loại tiên thiên đạo cảnh hóa sinh ra từ trong hồng mông tiên thiên. Mỗi loại tiên thiên đạo cảnh tinh diệu tuyệt luân, trong đó chẳng những có Vô Vi tiên thiên, Cổ Hải tiên thiên, Thái Nhất tiên thiên, Thái Cực tiên thiên, còn bao gồm Hỗn Độn tiên thiên của tộc cổ thần, tiên thiên đạo cảnh do các đạo quân trong đạo quân điện sáng tạo. Những tiên thiên đạo cảnh này tinh diệu, phức tạp hơn những cường giả đã sáng tạo ra đạo cảnh đó. Có thể thấy, Thanh Liên Tiên Tôn tiến bộ đến trình độ không thể tưởng tượng. Hèn gì, Thanh Liên Tiên Tôn hừ một tiếng, đã suýt chấn giết tiên thiên linh bảo hoang dại như con rồng to. Thanh Liên Tiên Tôn đang định vận chuyển hồng mông thanh liên giết tới chỗ của Giang Nam thì Đế Lân xuất hiện, vươn tay ngoắc, thấy giới thụ hiện ra trong lòng bàn tay.
Nguyên Thủy Thiên Tôn xin dừng tay lại. Đế Lân trầm giọng nói. Giang Nam liếc Thanh Liên Tiên Tôn, hắn hừ mạnh nói. Không có lần sau đâu, lần này ta sẽ lẻ mặt Đế Lân một lần. Thanh Liên Tiên Tôn cười phá lên nói. Không có lần sau sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thật sự cho rằng mình đã là vô địch rồi sao? Hôm nay ngươi diệt đạo thống của Vô Cực Đạo Không, ngươi lại định diệt đạo thống của ta và Đế Lân, đạo thống của ngươi cũng khó tránh khỏi kết cục bị diệt. Giang Nam lạnh lùng liếc Thanh Liên Tiên Tôn, thản nhiên nói. Ta vẫn giữ cầu cũ, ta không nhúng tay vào đệ tử đánh nhau. Thiên Tôn diệt đạo thống của ta thì ta sẽ diệt Thiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn chán nản, hai tay run run, thế nhưng không có động thủ. Nếu bốn Thiên Tôn là Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn cùng ra tay tiêu diệt Giang Nam thì có thể, thế nhưng cái giá phải trả là hai mạng người. Thực lực của Giang Nam bây giờ quá cường đại, nếu bùng nổ cuộc chiến Thiên Tôn thì bất cứ Thiên Tôn nào cũng khó thoát khỏi chiến đấu. Đây chính là lý do tại sao Giang Nam không xuống tay mà giết Thiên Tôn khác. Giang Nam mạnh nhất, bốn Thiên Tôn vây công hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng dù Giang Nam chết trận, không ai dám chắc hai người nào trong bốn Thiên Tôn đó có tên của mình hay không. Cho nên Thanh Liên Tiên Tôn không dám ra tay, chờ tịch diệt kiếp cuối cùng của Giang Nam bùng nổ. Khi đó hắn khó giữ mình, đó là thời cơ tiêu diệt Giang Nam tốt nhất. Hiện giờ đạo thống của Thanh Liên Tiên Tôn đã định sẵn bị hủy diệt, gã không nhịn được, Đế Lân khẽ kêu. Đạo huynh! Thanh Liên Tiên Tôn hít sâu, tán đi dao động dữ dội quanh thân, trầm giọng nói. Yên tâm, ta biết chừng mực, sẽ không bị hắn quấy nhiễu tinh thần. Thế nhưng đệ tử của hai ta sợ là khó tránh kiếp nạn này. Phục Xá giáo chủ chết, con rồng to lại xuất chiến, đệ tử của Thanh Liên Tiên Tôn khó có thể chống đỡ. Bên trong vô nhân cấm khu, Ngọc Kinh Thánh giáo chủ đánh với Giang Tuyết Tình. Giang Tuyết ở mép cấm khu chạm mặt với đám người Côn Luân Thiên Quân. Đám Côn Luân Thiên Quân, Cảnh Nguyệt là đệ tử thân truyền của Đế và Tôn, đều là cảnh giới Thiên Quân tham gia vào Ngọc Kinh Thánh giáo, lại cộng thêm mấy Thiên Quân khác của Ngọc Kinh Thánh giáo, tổng cộng là mấy trăm người, còn có Ngọc Lâm Tử. Ngọc Kinh Thánh giáo và Giang Tuyết Tình huyết chiến ngay giữa vô nhân cấm khu, bọn họ thì vây công Giang Tuyết. Giang Tuyết biến thành hồ ly trắng chín đuôi, phần đầu cái đuôi lắc một cái, xoay tú cầu bay ra, Cảnh Nguyệt bị đánh nát mấy. Giang Tuyết sải bước thoáng chốc đến bên cạnh Ngọc Tiên Nhi, nàng cũng bị đập nát. Cho đến nay, trừ Thái Nhất Đạo Tôn, Cản Nguyên Đạo Tôn, Ngọc Kinh Đạo Tôn, Thái Chân và Tự Nhiên Gia, mười mấy đệ tử còn sống của Đế và Tôn đều tụ tập trong biên giới vô nhân cấm khu, lần lượt bị chém. Mặt Thanh Liên Tiên Tôn xanh mét, giây lát sau cũng bình thường trở lại. Trận ác chiến này, đạo quân phe Đế và Tôn lần lượt bị chém, chỉ còn lại đám người Thái Nhất Đạo Tôn, Cản Nguyên, Ngọc Kinh, Mông Tốn, Tử Hạm là còn đánh túi bụi. Đột nhiên Tự Nhiên lão quân bay ra đại trận, thoát khỏi chiến đấu, chạy nhanh ra ngoài. Thái Chân đạo quân cũng thoát khỏi đối thủ, bay ra khỏi chiến trường, đi theo Tự Nhiên lão quân. Hai đạo quân dừng bước nhìn chiến trường phía xa, thấy sát kiếp đang hừng hực, phe Đế và Tôn thua chắc. Trong đại trận có truy binh giết tới, chợt giọng Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên. Đừng đuổi theo, cứ để cho bọn họ đi. Hai người mình đầy máu, bị thương rất nặng, vái hướng Giang Nam. Hai ta không muốn chiến đấu, bây giờ chỉ mong rời xa mảnh đất sát kiếp này. Đa tạ Thiên Tôn đã thành toàn. Giang Nam phất tay, Thái Chân và Tự Nhiên lão quân lại vái hướng thế giới thụ Hồng Mông Thanh Liên tạ ân sư nói. Không phải đệ tử không muốn nghe lệnh, mà vì thế thua đã định. Hai chúng ta muốn rời khỏi vũ trụ tiên đạo, bước vào hư không, bước lên đường cũ của hai vị sư tôn. Nếu có thể tìm được một vùng đất lành, không chừng sẽ giữ được mạng sống của mình. Thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên im lặng, Đế và Tôn cũng không lộ mặt. Hai người bái tạ ân sư xong, đứng lên bay ra khỏi vũ trụ tiên đạo, bước vào hư vô mênh mông không giới hạn. Thái Chân cùng Tự Nhiên lão quân đi trong hư vô mênh mông mấy trăm vạn năm. Hai người thấy trong hư không không có gì, trên không trời, dưới không đất, không có linh khí, không có đại đạo nào, càng đừng nói trời trăng hay sao. Qua ngàn vạn năm, Tự Nhiên lão quân, Thái Chân đạo quân đi xa thật xa, cách vũ trụ tiên đạo không biết bao xa, vẫn không tìm ra chỗ đặt chân của mình.
Cuối cùng ngày hôm nay, một đợt sóng kiếp vọt đến, quân lấy hai vị đạo quân. Thái Chân đạo quân, Tự Nhiên lão quân, tẩm trong kiếp quang kiếp vũ, bên tai nghe kiếp âm thùng thùng. Tịch Diệt Ma Nhãn như vòng xoáy nuốt hai vị đạo quân vào. Thái Chân đạo quân cùng Tự Nhiên lão quân nhìn nhau, cười lớn, thanh âm tràn ngập bi thương. Rốt cuộc vẫn không chạy thoát được. Âm 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 âm. Thái Chân đạo quân cùng Tự Nhiên lão quân rơi vào kiếp, bị nghiền thành tro bụi. Sóng kiếp nghiền nát hai đạo quân rồi dần bình lặng biến mất. Hư vô vẫn là hư vô. Trong vũ trụ tiên đạo, chiến đấu đã gần đến cuối. Giang Tuyết ở trong ranh giới cấm khu giết gần hết cao tầng của Ngọc Kinh Thánh Giáo. Bên trong vô nhân cấm khu, Giang Tuyết Tình cũng chém chết Ngọc Kinh Đạo Tôn, máu nhuộm cấm khu. Thần hồn của Ngọc Kinh Đạo Tôn đã trốn đi, dung nhập vào trong cấm khu, ký thác thần hồn vào vô nhân cấm khu. Giang Tuyết Tình đang định tìm thần hồn của Ngọc Kinh Đạo Tôn để giết gã, Giang Tuyết bay tới. Giang Tuyết lắc đầu nói: Tình nhỉ, ngươi không thể làm chuyện này. Giang Tuyết Tình khựng lại: Mẫu thân sao? Giang Tuyết lấy tú cầu ra đánh vào vô nhân cấm khu. Trong tú cầu phát ra từng đợt linh quang. Không lâu sau tìm được thần hồn của Ngọc Kinh Đạo Tôn. Thần hồn Ngọc Kinh Đạo Tôn hét lớn: Đồng Cực Yêu Hồ, ngươi giết ta sao? Sư tôn của ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tú cầu rung lên chấn giết thần hồn của Ngọc Kinh Đạo Tôn. Giang Tuyết thu tú cầu, cười nói với Giang Tuyết Tình: Phụ thân của ngươi sẽ đối diện với tịch diệt kiếp cuối cùng. Nếu ngươi giết Ngọc Kinh thì Thanh Liên và Đế Lân sẽ đến giết ngươi. Mẫu thân giết Ngọc Kinh thay ngươi, cho ngươi có cơ hội sống. Ta giết hơn một nửa đệ tử Đế và Tôn, thêm Ngọc Kinh cũng không nhiều, thiếu Ngọc Kinh cũng sẽ không ít. Lòng Giang Tuyết Tình rung động: Mẫu thân. Giang Tuyết lại hóa thành yêu hồ, lao nhanh vào trong chiến trường khác, giết các thiên quân. Đại chiến này đã định kết cuộc. Có Vân Liên nữ đế, Nguyệt Bột nữ quân, Định Quang và các đạo quân thế hệ trẻ trợ chiến. Mông Tốn đạo quân bị bắt. Khổ Hạnh giáo chủ dẫn đám người Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Hậu Tôn giết Thiên Hoang đạo tôn cùng Vô Tà đạo tôn. Tử Hạm đạo mẫu cũng bị quân đạo nhân bắt đi. Thái Nhất đạo tôn và Vạn Vật đạo tổ chiến đấu, hai người bị thương nặng, thực lực không còn lại bao nhiêu. Con rồng to xông lên đánh nát Thái Nhất đạo tôn. Vạn Vật đạo tổ trách con rồng to xen vào, con rồng không thèm nghe, ngoe ngoẩy đuôi bỏ đi. Càn Nguyên đạo tôn vất vả đánh với Hồng đạo nhân, hai người khó chia thắng bại. Càn Nguyên đạo tôn liếc nhìn qua, lòng lạnh lẽo. Chiến cuộc đã bình ổn, các chân tiên, tiên vương, tiên quân, phe Đại La Thiên đã dọn dẹp chiến đấu. Phe Đế và Tôn hoặc chết, hoặc bị bắt, hoặc chạy trốn, chỉ còn lại một mình Càn Nguyên đạo tôn. Các đạo quân đạo tôn đứng quanh chiến trường, bao vây Càn Nguyên đạo tôn lại. Hồng đạo nhân dừng tay, vẻ mặt bất nhẫn nói: Sư bá, đầu hàng đi. Càn Nguyên đạo tôn nhìn thế giới thụ, Đế Lân xuất hiện bên dưới thế giới thụ, nhẹ nhàng gật đầu với Càn Nguyên đạo tôn. Càn Nguyên đạo tôn lại nhìn sang Hồng Mông Thanh Liên, thấy Hồng Mông Thanh Liên mông lung, Thanh Liên tiên tôn không lộ mặt. Đám người quân đạo nhân Bỉ Ngạn nương nương, Kế Đô ma tổ liền khuyên nhủ: Càn Nguyên đạo hữu, hàng đi thôi. Tử Hạm đạo mẫu lên tiếng: Lão gia, hãy hàng đi. Nguyên Thủy thiên tôn là bằng hữu cũ của lão gia, tình cảm nhiều năm, hàng hắn không xem như mất mặt đâu. Vẻ mặt của Mông Tốn đạo quân lúc bấy giờ buồn bã không lên tiếng. Càn Nguyên đạo tôn ngước nhìn Đại La Thiên. Giang Nam Nguyên Mẫu thiên tôn ngồi trên cao mà nhìn Càn Nguyên đạo tôn: Càn Nguyên đạo hữu, ngươi và ta quen nhau nhiều năm, nên biết ta sẽ không tính sổ sau này. Giang Nam lên tiếng: Tổ tông không đủ pháp, thiên đạo không đủ sợ, bản lĩnh của ngươi chỉ có một phần rất nhỏ do đế và tôn dạy, đa số là ngươi tự mình lĩnh ngộ ra. Ngươi sáng tạo Ma Ngục Huyền Thai Kinh, vừa là tổ thần lại là tổ tiên. Ngươi là thượng tiên đầu tiên, thời đại tiên đạo bắt đầu từ ngươi. Ngươi là cố nhân của ta, từng cùng nhau đi qua năm tháng thời đại tiên đạo khó khăn nhất kia. Ta không nỡ nhìn ngươi chết đi. Càn Nguyên đạo tôn là người thứ nhất tu luyện đến hoàng đạo cực cảnh. Bát Tiên Vương Giang Nam khai sáng thần đạo, Càn Nguyên đạo tôn là người đầu tiên đại thành hệ thống thần đạo. Đám người Ngọc Kinh, Huyền Đô, Thái Nhất cảm nhận khai thiên tích địa thành tiên,
còn Càn Nguyên Đạo Tôn là người đầu tiên đi đường tu luyện thành tiên, khai sáng con đường, người bình thường cũng có thể thành tiên. Giang Nam gọi Càn Nguyên Đạo Tôn là tổ thần, tổ tiên cũng không đủ. Càn Nguyên Đạo Tôn cười to nói: "Thiên Tôn, Càn Nguyên không hằng." Giang Nam hơi nhíu mày, tiếng cười của Càn Nguyên Đạo Tôn chấn động, rất là phóng khoáng. Càn Nguyên Đạo Tôn cười lớn: "Trong vô lượng sát kiếp tiên đạo, có người chết vào chiến tranh, có người chết vào tịch diệt, có người đầu hàng, có người chạy trốn, có người tuẫn tình, có người tự sát, thế nhưng chưa ai tuẫn đạo. Thiên Tôn nói ta là tổ thần, lại là tổ tiên, là thượng tiên đầu tiên. Vậy thời đại tiên đạo tịch diệt, cần do ta tuẫn đạo, thời đại sắp bị chôn vùi. Không ai tuẫn đạo cho thời đại tiên đạo, vậy hãy để ta làm đi. Tịch diệt kiếp chôn vùi thời đại tiên đạo, ta tự chôn mình." Quanh thân Càn Nguyên Đạo Tôn bốc cháy ngọn lửa, linh quang bản thân thiêu đốt, đại đạo bốc cháy. Giang Nam nhíu mày, thò tay từ Đại La Thiên đè xuống, định dập tắt đạo hỏa. Càn Nguyên Đạo Tôn đứng thẳng, lạnh lùng nói: "Thiên Tôn, người khác có thể ngăn cản ta, chỉ có Thiên Tôn là không thể. Thiên Tôn được mang ngục huyền thai kinh của ta, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ở trong lòng ta, ngươi là đệ tử của ta. Đệ tử của ta nên nhìn sư tôn của mình vì thiên địa tiên đạo, vì chúng sinh tiên đạo mà tuẫn đạo. Ta đặt một nét bút oanh liệt, đậm nhất, nặng nhất cho thời đại tiên đạo này. Ngươi rút tay về đi, nếu ngươi xem ta là sư tôn thì rút tay về. Nhìn ta tuẫn đạo thời đại, đây là đạo của ta, là nơi ta chết đi." Giang Nam nhắm mắt lại, bàn tay không đè xuống nữa, chậm rãi rút về, lệ chảy dọc gò má. Bên trong lửa cháy, Càn Nguyên Đạo Tôn mỉm cười khẽ nói: "Rốt cuộc, người cũng thừa nhận." Đạo hỏa nhấn chìm Càn Nguyên Đạo Tôn, vị tổ thần, tổ tiên này nhất quyết mất đi theo thời đại tiên đạo. Thời đại tiên đạo sẽ bị chôn vùi hoàn toàn. Càn Nguyên Đạo Tôn là một bọt nước bị chôn theo thời đại. Nơi tận cùng thời gian và không gian, không biết có ai sẽ trở lại thời gian quá khứ, nhìn xem các nhân vật buồn vui lẫn lộn trong thời đại quá khứ. Mông Tốn Đạo Quân, Tử Hàm Đạo Mẫu, đầu hàng, tự nguyện chém thân thể kiếp này, chỉ giữ thần hồn, tiến vào vô nhân cấm khu chờ kiếp sau. Phe Đế và Tôn không toàn quân bị diệt, có Long Ngạn Đạo Quân mang theo một đám tiên ma chạy trốn, không biết núp đi đâu trong tiên giới, thế nhưng dù sao không ảnh hưởng đến đại cục. Hiện giờ, hơi thở tịch diệt kiếp dần đậm đặc, ma giới đã hoàn toàn bị tịch diệt kiếp nuốt gọn, vũ trụ tiên giới cũng sắp bị chôn vùi. Long Ngạn Đạo Quân dẫn tàn quân bại tướng, khó tìm được chỗ yên thân. Dù Long Ngạn là đạo quân cũng sẽ bị thiên nhân ngũ suy xâm nhập, từ từ đánh mất đạo hạnh, bị tiêu trừ đạo quả, chết là chuyện sớm hay muộn. Chạy ra khỏi tiên giới, trốn vào hư vô thì càng không có đường lùi. Trong hư vô không có gì cả, tịch diệt kiếp sẽ vẫn đuổi theo, kiếp số bộc phát, hồn phi phách tán. Quá nhiều người chết đi, trận chiến này kiếp uy tịch diệt kiếp tiên đạo đã bị giảm thấp rất nhiều. 250 đạo quân đạo tôn thời đại tiên đạo cộng thêm đạo quân điện, đây là kiếp nạn cực kỳ khổng lồ. Bây giờ trong thiên hạ chỉ còn rải rác mấy đạo quân đạo tôn của Đại La Thiên, chỉ còn hơn 300 thiên quân Đại La Thiên. Phượng Nghi Thiên Quân chết trận, Tiểu Quả Phụ chết trong uy lực tiên thiên linh bảo. Đạo tôn của thiên môn chỉ có Thanh Hư Đạo Nhân Chức Mẫu còn sống, cộng với Giang Tuyết Tình là 3 người. Đám Vân Dương Nguyên Quân, Thiên Hy Thánh Nhân, Nữ La chết trong trận chiến với Nữ Xỉu Đạo Tôn và tịch diệt khác, hồn chôn trong vô nhân cấm khu. Vô nhân cấm khu còn chôn La Hầu La Ma Tổ. Trừ 3 đạo tôn thiên môn, có Vạn Vật Đạo Tổ, Khổ Hạnh Giáo Chủ, Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn Nương Nương, Kế Đô Ma Tổ, Vũ Uyên Đạo Quân, Tịch Cứng Tình, Vân Liên Nữ Đế, Băng Liên Thánh Mẫu, Hậu Tôn, Thánh Ma Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Định Quang, Linh Châu Tử, Nguyệt Bột Nữ Quân, Con Rồng To cùng Thiên Phi Đạo Tôn cũng chỉ còn bấy nhiêu. Nguyện có vùng đất vô kiếp chôn hồn nghĩa sĩ. Bên trong Đại La Thiên, các đạo quân, thiên quân còn sống sót hành hương, ngồi bên cạnh Giang Nam và Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Trước mẫu lấy bức tranh gấm ra, tranh đan lịch sử thiên môn thành lập, 16 đạo tôn ở bên dòng sông tôn Giang Tuyết Tình làm môn chủ, Tương Khang Xấu Hổ, Nữ La Thanh Tú, Thiên Hy Điểm Tĩnh, Giang Tuyết Tình lúc đó còn hơi trẻ con, còn có Vân Dương Phu Nhân biểu tình hoảng loạn, đang vội vàng sửa sang quần áo,
cũng bị in dấu ở trong tranh. Năm tháng trôi qua, tịch diệt xâm nhập, bức tranh đã ố vàng, người trong tranh chỉ còn lại 3 người. Thanh hư đạo nhân đứng lên chắp tay: Thiên tôn, nguyện mẫu, ta nguyện bỏ thân kiếp này, thần hồn ký thác trong cấm khu, để uy lực kiếp số giảm thấp thêm một phần. Lòng của chức mẫu run rẩy nói: Thanh hư đạo huynh, trong thiên môn chỉ còn lại 3 chúng ta thôi. Thanh hư đạo nhân tiếp tục nói: Thiên tôn, nguyên mẫu, hai vị cần suy tính cho tất cả, bảo vệ con dân tam giới không có nhiều sức lực kia. Ta chôn mình trong vô nhân cấm khu sẽ không chết hắn, ngược lại sẽ giảm bớt chút áp lực cho thiên tôn cùng nguyên mẫu. Chẳng lẽ lại chết thêm một lần, có gì sợ đây? Chức mẫu ngẩn ngơ đăm chiêu. Chức mẫu đột nhiên mỉm cười nói: Lão giả gian manh, ngươi chọn công việc thật nhẹ nhàng. Thiên tôn, nguyên mẫu, xin hai vị thành toàn, nhường cho người khác sống, ta cũng muốn ngủ say trong vô nhân cấm khu cho thoải mái. Chức mẫu cân quốc không thua đấng mày râu, nói cái chết nhẹ như lông hồng, làm cho người ta kính nể khí phách của nàng. Mọi người cười nói: Trong tịch diệt kiếp cuối cùng, chịu khổ mệt mỏi sẽ là thiên tôn, lúc đó phải sử dụng tiên thiên lô bồng. Thanh hư chức mẫu chọn ngủ trong vô nhân cấm khu sẽ thật thoải mái. Linh Châu Tử bước lên phía trước, không người nói: Thiên tôn, ta cũng muốn lười biếng, xin thiên tôn thành toàn cho. Đám người Nguyệt Bột nữ quân tiến lên, tự nguyện chém bản thân, bỏ mạng sống kiếp này. Các thiên quân như Lạc Hoa Âm, Thiếu Hư, Đạo Vương cũng tiến lên, thỉnh cầu ký thác thần hồn trong vô nhân cấm khu. Giang Nam nhìn Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn gật đầu nói: Cũng tốt thôi, có thể giảm thấp vài phần kiếp số. Nếu áp lực quá lớn thì ngươi và ta sẽ không lo nổi. Thế nhưng tiếc cho tu vi kiếp này của bọn họ, không biết tịch diệt kiếp cuối cùng qua đi có bao nhiêu người sống tiếp được đây. Thần hồn núp trong vô nhân cấm khu nhìn như thoải mái, thế nhưng thật ra rất nguy hiểm, bởi vì chỉ còn lại thần hồn, không có thân xác, tu vi, đạo quả, pháp bảo bảo hộ, thần hồn sẽ rất yếu ớt. Nếu tịch diệt kiếp xâm nhập vào vô nhân cấm khu, một dao động nhỏ thôi là thần hồn cả đám sẽ chết chắc. Mọi người nói như vậy, giành giật nhau muốn ký thác thần hồn vào vô nhân cấm khu là vì giảm thấp kiếp uy, tranh thủ nhiều cơ hội sống hơn cho chúng sinh tam giới. Giang Nam nhìn mọi người, trầm giọng nói: Xin các vị yên tâm, ta sẽ luyện cấm khu thành một chén đất đặt trong tiên thiên lô bồng. Miễn lô bồng còn thì các người sẽ không chết hẳn. Ai muốn ký thác trong vô nhân cấm khu thì hãy tiến lên đấy. Mọi người tiến lên trước một bước. Càn Khôn Lão Tổ, Vũ Uyên Đạo Quân, Bỉ Ngạn Nương Nương, Tịch Ứng Tình đứng dậy. Băng Liên Thánh Mẫu cắn răng đứng lên, cáo gắt nói: Đám xấu xa các ngươi toàn đứng ra, nếu lão nương không theo thì có vẻ không nghĩa khí rồi. Khổ Hạnh giáo chủ do dự một lúc không tiến lên. Đám người Thánh Ma Tiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu ngần ngừ trong giây lát không tham gia. Dù sao bỏ đạo hạnh ký thác thần hồn trong vô nhân cấm khu quá nguy hiểm, sơ sẩy một cái là không có cơ hội chống cự, đã hồn phi phách tán. Nếu có thân thể thì ít ra còn khống chế lực lượng của mình chống cự được. Hơn nữa đạo quân đạo tôn sống dưới tiên thiên lô bồng che chở, an toàn hơn người chỉ còn thần hồn. Tồn tại như bọn họ luôn rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng gạt bỏ ưu thế lớn nhất của mình. Trong lòng bọn họ cũng biết, dù giữ mạng sống hay ký thác trong vô nhân cấm khu đều rất nguy hiểm, bởi vì tịch diệt kiếp cuối cùng đến, tịch diệt kiếp cuối cùng của Giang Nam cũng sẽ tới. Khi đó, Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn sẽ tự mình ra tay báo thù rửa hận, tru sát Giang Nam, huyết tẩy Đại La Thiên. Định Quang nhìn Vạn Vật Đạo Tổ, do dự nói: Sư Tôn. Vẻ mặt Vạn Vật Đạo Tổ thản nhiên lắc đầu nói: Định Quang, ngươi cũng qua đi, ta đã chuyển thế 9 lần, đây là kiếp cuối cùng, không thể chuyển thế thêm được nữa. Định Quang đi vào đám người, Linh Châu Tử ngoái đầu nói: Sư Tôn, hãy sống sót cho tốt. Vạn Vật Đạo Tổ hiếm khi mỉm cười, gã cười to nói: Ta qua 9 kiếp tịch diệt kiếp còn chưa chết đi, lần này cũng sẽ không lấy mạng được ta đâu. Dù đế và tôn muốn lấy mạng ta thì ta phải cắt đứt mấy miếng thịt của bọn họ, các ngươi hãy yên tâm đi đi. Giang Nam nhìn Thiên Vi nói: Phu nhân cũng đi đi. Thiên Vi khẽ thở dài: Xin lão gia đừng quên tiếp thân.
Giang Tuyết Tình nhìn Giang Tuyết khẽ hỏi: Mẫu thân, tại sao mẫu thân không ký thác thần hồn vào cấm khu? Giang Tuyết cười cười không trả lời. Tình nhi, ngươi cũng ký thác đi. Giang Tuyết Tình lắc đầu nói: Ta là chủ cấm khu, ta phải sống để giữ cấm khu. Quân đạo nhân tiến lên nói: Phụ thân, Hải Nhi cũng muốn rời xa phân tranh. Giang Nam bác bỏ ngay: Không, tiên thiên lô bồng cần có người sử dụng, bảo vệ tam giới và vô nhân cấm khu, các người không thể chết được. Vẻ mặt của quân đạo nhân buồn bã, đám người hồng đạo nhân thở dài: Hôm nay chúng ta vì chúng sinh tam giới, vì văn minh kiếp sau, lại dâng ra sức lực cuối cùng. Các thiên quân đạo quân đứng lên kể to, tự xử, chém thân xác, đánh tan đạo quả, tán đi hết tu vi. Các xác chết rơi vào vô nhân cấm khu, biến thành mấy ngôi mộ lớn. Các đạo hữu còn sống, chuyện khác giao lại cho các ngươi vậy. Chúng ta chết trước, làm miếng một lúc đấy. Các thiên quân, đạo tôn chết đi, xác chìm trong vô nhân cấm khu. Bọn họ cười mà chết. Vân Liên nữ đế phất tay với Giang Tuyết Tình cười nói: Tỷ tỷ, xin thứ lỗi cho tiểu muội làm biếng. Tỷ tỷ, nhớ phải bảo vệ ta. Vân Liên nữ đế tự chém đạo quả, hương tiêu ngọc vẫn, xác chết rơi vào vô nhân cấm khu, biến thành một đóa hoa sen. Tam khuyết đại Phật hét lớn: Sư tôn có đi cùng đệ tử không? Khổ hạnh giáo chủ lắc đầu nói: Vì sự lưu luyến kiếp này, mạng sống nằm trong tay mình vẫn tốt hơn. Con người sống trên đời là lái thuyền trong bể khổ, vì sự cần đi hết đoạn cuối bể khổ, nhìn tịch diệt kiếp cuối cùng mới viên mãn được. Tam khuyết đại Phật không khuyên thêm nữa, buông vũ khí, xác rơi vào vô nhân cấm khu. Bên trong Đại La Thiên không còn lại bao nhiêu cường giả. Hồng đạo nhân, quân đạo nhân, kế đô ma tổ, khổ hạnh giáo chủ, vạn vật đạo tổ, thánh ma thiên tôn, lê hoa thánh mẫu, còn có thiên phi đạo tôn, Giang Tuyết, Giang Tuyết Tình. Tịch ứng tình chọn cùng nhi tử Tịch Trọng, cùng phu nhân Mộ Vãn Tình tuấn táng trong vô nhân cấm khu. Nhạc cấu nương cũng đi theo. Nguyên thủy Đại La Thiên trống trơn, thoáng chốc tĩnh lặng. Các bồ đoàn lơ lửng, loáng thoáng còn nghe được tiếng cười đùa. Giang Nam phất tay, bồ đoàn rơi xuống đất. Giang Nam ngước nhìn tam giới, thấy trong Đại La Thiên chúng sinh tam giới còn đó. Vũ trụ tiên đạo, nơi này là mảnh đất duy nhất có người còn sống. Nguyên thủy Đại La Thiên là thánh địa, là đất lành cuối cùng trong vũ trụ tiên đạo. Bên ngoài nguyên thủy Đại La Thiên, sóng kiếp ba thời đại như sóng thần đã tới đỉnh đầu, tùy thời sẽ đổ xuống, phá hủy thánh địa. Đất lành cuối cùng hủy diệt tất cả dấu vết của văn minh. Giang Nam ngước nhìn sóng kiếp ba thời đại, cười hỏi: Tẩu tẩu có muốn làm biếng không? Nguyên mẫu thiên tôn lắc đầu cười nói: Nếu ta làm biếng thì ai ngăn chặn tịch diệt kiếp cuối cùng cho ngươi đây? Nguyên thủy thiên tôn, ngươi nắm chắc độ qua kiếp số này sao? Giang Nam thu tầm mắt về, hắn không trả lời câu hỏi của nguyên mẫu thiên tôn. Giang Nam lạnh lùng nói: Bây giờ hơn một nửa đạo quân đạo tôn, thậm chí thiên quân trong Đại La Thiên đã buông vũ khí, giải quyết nhân quả thời đại tiên đạo. Vô cực thiên tôn đã trở thành tồn tại rất gần với tận cùng đại đạo. Hiện tại vô cực thiên tôn trong trạng thái mạnh nhất, nên đi giết hắn, nhìn xem thực lực tận cùng đại đạo có thể độ qua tịch diệt kiếp hay không, cũng giảm bớt kiếp uy để hắn trả lại thiên địa nhân quả. Tẩu tẩu chờ một chút, ta đi chém vô cực rồi về. Nguyên mẫu thiên tôn không biết nên nói cái gì, hậm hực bảo: Nguyên thủy thiên tôn, lão nương cũng rất giỏi đánh nhau, làm ơn đừng bắt ta giữ nhà suốt được không? Nguyên mẫu thiên tôn rất bất mãn, mỗi lần xuất chiến đều toàn là Giang Nam đi một mình. Giang Nam một mình đối diện với Đế Lân cùng Thanh Liên thiên tôn, vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn, không bao giờ kêu nguyên mẫu thiên tôn đi cùng. Trong lòng nguyên mẫu thiên tôn rất khó chịu. Nguyên mẫu tự biết nàng yếu nhất trong sáu thiên tôn, thế nhưng nói sao cũng là một thiên tôn. Mỗi lần bắt đầu đại chiến, nàng chỉ có thể làm hậu cần. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Giang Nam câm nín. Giang Nam giao nguyên thủy Đại La Thiên, tiên thiên lô bồng cho nguyên mẫu thiên tôn. Giang Nam cười nói: Chờ tịch diệt kiếp cuối cùng của ta đến, ta còn lo tẩu tẩu không đánh đây này. Mặt nguyên mẫu thiên tôn đen như nọ nồi. Giang Nam cười to chạy đi. Nguyên mẫu thiên tôn hít sâu. Dù lần này Giang Nam có thể giết vô cực thiên tôn, tương lai
khi tịch diệt kiếp cuối cùng bộc phát, còn có Đạo Không Thiên Tôn, Đế Lân cùng Thanh Liên Thiên Tôn đến công kích. Ba Thiên Tôn hợp tác, một mình Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngăn nổi hay sao? Nguyên Mẫu Thiên Tôn lẩm bẩm nói: "Ta cảm thấy thật ra ta không giỏi đánh nhau." Nguyên Mẫu Thiên Tôn thầm nghĩ: "Sáu Thiên Tôn kiềm chế lẫn nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi giết Vô Cực, ba Thiên Tôn khác chắc chắn sẽ không ngồi xem Vô Cực bị đánh chết đi mà sẽ ra tay. Bây giờ bốn Thiên Tôn tay đã trống không, không có người, không có gánh nặng, người sẽ rất nhẹ nhàng. Nếu đánh nhau thì đúng là rất nguy hiểm." Không phải Giang Nam bị nguy hiểm, mà là Nguyên Thủy Đại La Thiên. Giang Nam đi chém Vô Cực Thiên Tôn, nghiệm chứng Thận Cùng Đại Đạo có thể độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng hay không. Thanh Liên Thiên Tôn, Đế Lân cùng Đạo Không Thiên Tôn sẽ biết ngay khi Giang Nam ra tay. Ba Thiên Tôn biết Nguyên Thủy Đại La Thiên chống không, lúc này là cơ hội tốt nhất đến báo thù, săn bằng Đại La Thiên. Bên trong Nguyên Thủy Đại La Thiên chỉ còn có một mình Nguyên Mẫu Thiên Tôn, rất nguy hiểm. Đạo Không sẽ chẳng để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn giết Vô Cực, còn Đế Lân và Thanh Liên thì sẽ khó nói. Một người tới đây là ta khó ngăn cản rồi. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn Lô Bồng thầm nghĩ: "Hèn gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn giao luôn pháp bảo này cho ta, thì ra đề phòng điều này. Nhưng Lô Bồng có thể ngăn được mấy Thiên Tôn đây? Nếu như Đế Lân và Thanh Liên cùng đến, không biết Tiên Thiên Lô Bồng có chặn được hay không?" Cũng trong lúc này, Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn đang ngồi yên, tồn tại như bọn họ không hề sợ hãi hơi thở tịch diệt trong vũ trụ tiên đạo, kiếp số không thể bị thương bọn họ. Dù là đại kiếp nạn hung mãnh như thời đại nguyên đạo, muốn tiêu diệt tồn tại như bọn họ cũng vô cùng khó khăn. Huống chi bây giờ thời đại tiên đạo đã bị suy yếu đi rất nhiều lần. Điều duy nhất làm cho bọn họ kinh hoàng, run sợ là tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo cùng 22 tịch diệt kiếp tiền sử dung hợp biến thành tịch diệt kiếp cuối cùng. Nhưng bây giờ thực lực của Vô Cực Thiên Tôn đã siêu đáng sợ, đã nhảy vọt lên nhân vật rất gần với Tận Cùng Đại Đạo, cho người cảm giác sâu không lường được. Trong ba thánh địa, hai thánh địa toàn quân bị diệt, chỉ còn lại Đại La Thiên. Các đạo quân đạo tôn trong Đại La Thiên đã tự vận giải quyết nhân quả thời đại tiên đạo. Điều này khiến đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn gần như đại viên mãn, chỉ kém một bước là vào Tận Cùng Đại Đạo. Vô Cực Thiên Tôn mở mắt ra nói: "Một bước này cũng là bước khó khăn nhất đấy." Vô Cực Thiên Tôn cảm thán: "Đám người môn chủ thiên môn, vạn vật đạo tổ thì thôi, sinh linh sống sót trong Đại La Thiên không chịu nổi một kích của ta. Chỉ có ba Thiên Tôn, Đế Lân, Thanh Liên cùng Nguyên Thủy là khó trừ khử. Nếu tiêu diệt được bọn họ thì Tận Cùng Đại Đạo của ta sẽ thành công. Nhưng với thực lực bây giờ, ta đánh bại từng người, giết bọn họ chắc không khó khăn gì. Xin Đạo Không đạo hữu giúp ta một tay, người bám giữ Đế Lân, còn ta chém Thanh Liên." Đạo Không Thiên Tôn đứng lên, vạt áo bay phấp phới. Đạo Không Thiên Tôn trầm giọng hỏi: "Đạo huynh có nắm chắc không?" Vô Cực Thiên Tôn cười cười thản nhiên nói: "Hiện tại Thanh Liên Thiên Tôn không còn là đối thủ của ta, giết hắn chắc không khó gì. Chỉ cần giết Thanh Liên là đại đạo nhân quả của ta viên mãn một phần, sau đó sẽ giết Đế Lân càng dễ dàng hơn. Mối thù của đạo hữu cũng sẽ được trả. Đế và Tôn bị chém, đại đạo nhân quả của ta chỉ còn một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi đó thực lực của ta rất dễ giết hắn." Hai người bàn bạc xong, đang định hành động, chợt thấy hư không dao động, Giang Nam bước ra từ hư không, chậm rãi đi hướng Đạo Không Thiên Tôn cùng Vô Cực Thiên Tôn. Giang Nam bình tĩnh nói: "Trừ Nguyên Mẫu ra, trong năm Thiên Tôn thì Vô Cực đạo hữu đây là người không có hy vọng hoàn toàn bước vào Tận Cùng Đại Đạo. Bây giờ thực lực của ngươi đã đến đỉnh cả đời, ngươi có thể làm được. Sau này ngươi không còn khả năng tiến bộ thêm nữa. Vì vậy ta đến tiến đạo hữu lên đường, chấm dứt đại đạo nhân quả." Vẻ mặt của Vô Cực Thiên Tôn đầy sát khí: "Nguyên Thủy Thiên Tôn." Vô Cực Thiên Tôn bỗng cười hỏi: "Thiên Tôn nói thế là sao? Ta chém Thanh Liên và Đế Lân, lại giết Thiên Tôn thì tất nhiên đặt chân đến Tận Cùng Đại Đạo. Các người chết đi, kiếp uy tịch diệt kiếp cuối cùng cũng sẽ giảm bớt. Ta có thể thoải mái mà độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng." Giang Nam lắc đầu nói: "Vô Cực đạo hữu, ngươi đã quá ngây thơ rồi. Ta hỏi ngươi, tịch diệt kiếp cuối cùng xóa bỏ tất cả, nhân quả còn tồn tại không?"
Nhân quả không có thì sao đại đạo nhân quả tồn tại được? Đại đạo nhân quả không tồn tại, dù ngươi đặt chân vào tận cùng đại đạo vẫn sẽ chết trong tịch diệt kiếp cuối cùng. Vô Cực Thiên Tôn há mồm định nói, thế nhưng không tìm được lời phản bác, tức giận nói: Sao ngươi biết ta đặt chân đến tịch diệt kiếp cuối cùng thì không sống qua tịch diệt kiếp được đấy? Giang Nam thở dài buồn bã nói: Bởi vì trong tương lai ta không thấy ngươi còn sống, hơn nữa đạo hữu chết trong tay kiếp chẳng bằng chết vào trong tay ta. Giang Nam nghiêm túc nói: Ta sẽ cho ngươi oanh oanh liệt liệt mà chết trận, chứ không phải chết vì bị tức, bị tịch diệt đại đạo nhân quả. Vô Cực Thiên Tôn giận quá mà hóa cười: Chết trận oanh liệt sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện giờ ta đã rất gần với tận cùng đại đạo, thực lực cường đại ngươi không thể tưởng tượng, lại cộng thêm đạo không thiên tôn, có 6-7 phần nắm chắc sẽ giết được ngươi. Đạo không đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Đạo không thiên tôn không vội đánh nhau, hắn mở miệng hỏi: Thiên tôn, nếu đại đạo nhân quả sẽ bị tịch diệt kiếp cuối cùng tịch diệt, vậy còn hỗn độn đại đạo của ta thì sao? Tịch diệt kiếp cuối cùng mà tịch diệt thì chỉ trở về hỗn độn, hết thảy đại đạo đều tịch diệt, chỉ có hỗn độn bất không, duy ta bất không. Giang Nam cười nói: Đạo hữu, hỗn độn bất không của ngươi đúng là lợi hại, thì những hỗn độn có thể sinh ra sinh mệnh là bởi vì tịch diệt thiên hỏa. Nếu tương lai tịch diệt thiên hỏa tắt đi thì hỗn độn cũng sẽ chết đi. Người nói bậy bạ, làm dối đạo tâm của ta. Đạo không thiên tôn nhắm chặt mắt rồi mở bừng mắt, xoay người liền đi. Đạo không thiên tôn cười khẩy nói: Thiên tôn, ngươi đừng mơ làm hỏng đạo tâm của ta. Tịch diệt kiếp cuối cùng không tiêu trừ ta được, cũng không thể tiêu diệt đại đạo của ta. Đạo không thiên tôn bay đi, bỏ lại Vô Cực Thiên Tôn một mình. Vô Cực Thiên Tôn ngạc nhiên lớn tiếng hỏi: Đạo không đạo hữu, ngươi đi đâu vậy? Giọng đạo không thiên tôn từ xa vọng lại: Ta đi tiêu diệt đại la thiên, giảm thấp kiếp số. Vô Cực đạo hữu, từ nay hai ta mỗi người một ngã. Vô Cực Thiên Tôn rất ngạc nhiên, rất khó tin. Giang Nam thản nhiên nói: Vô Cực đạo hữu, ngươi còn muốn tiếp tục khống chế đạo không ư? Nếu ngươi giết Đế Lân, giết Thanh Liên rồi giết ta, người cuối cùng đạo hữu đối phó sẽ là đạo không. Đạo không thiên tôn cũng là người sáng lập thời đại tiên đạo, giết luôn hắn mới khiến đại đạo nhân quả của đạo hữu viên mãn được. Đạo hữu nghĩ đạo không ngờ điều này hay sao? Cho nên khiến đạo hữu chết trong tay ta là chuyện tốt với đạo không, ít nhất giảm thấp uy lực tịch diệt kiếp cuối cùng. Vô Cực Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Thật đáng tiếc, tiếc rằng bị đạo không nhìn thấu điều này. Vậy là chỉ còn cách oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mời. Giang Nam mỉm cười nói: Mời đạo hữu đi trước. Vô Cực Thiên Tôn gầm lên, uy lực đại đạo nhân quả hoàn toàn bộc phát, vô số nhân quả dây dưa thành bánh xe, từ thời đại nguyên đạo nguyên khởi đến thời đại tiên đạo, thiên địa nhân quả bị Vô Cực Thiên Tôn luyện thành đại đạo, hóa thành vô số bánh xe bạc sáng, sáng lấp lánh, bay đầy trời như xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian. Các lỗ đen thời không xuất hiện trong các vòng nhân quả, đi thông với tiền sử, mượn uy lực thời gian quá khứ chụp xuống Giang Nam. Vòng nhân quả bao phủ quanh thân Giang Nam, hiện ra các vòng tròn lớn nhỏ. Ở chính giữa vòng tròn là lỗ đen thời không, các loại nhân quả thắc loạn đan xen vào nhau đến dưới mù. Mặc kệ ngươi là thiên tôn không nhiễm nhân quả cũng sẽ bị kéo vào nhân quả luân hồi, mãi mãi rơi vào thời không quá khứ, không thoát ra được, cuối cùng sẽ bị thời gian tiêu diệt. Giang Nam vẫn đứng yên, chắp hai tay sau lưng, thân hình không nhúc nhích một ly. Giang Nam mặc cho các vòng nhân quả lớn nhỏ bao mình lại, một tia linh quang bắn lên cao, là linh quang từ Nguyên Thủy Đại Đạo biến ra. Nguyên Thủy Đại Đạo hùng hồn mãnh liệt như dòng thời không đến từ thời đại nguyên đạo, xuyên qua các thời đại nguyên khởi, nguyên thiên, nguyên diệt, vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Một đại đạo xuyên suốt tất cả, sâu chuỗi các vòng nhân quả lại. Nguyên Thủy Đại Đạo nhẹ rung, các vòng nhân quả treo trên Nguyên Thủy Đại Đạo không thể lay động Giang Nam một ly. Vô Cực Thiên Tôn quát lớn, pháp lực cuồng bạo bùng nổ, dốc sức vận chuyển vòng nhân quả, thế nhưng không làm gì Giang Nam được. Ngược lại, đại đạo nhân quả bị Nguyên Thủy Đại Đạo đóng đinh, Vô Cực Thiên Tôn hoảng loạn.
Giang Nam đã sớm nhảy ra La Võng nhân quả bao phủ, giờ đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn không có tác dụng gì với hắn. Đại đạo của ta không làm gì ngươi được, thế nhưng tu vi của ta đã rất gần tận cùng đại đạo. Đại đạo không thể làm gì ngươi, vậy dùng sức chiến đấu đánh chết ngươi vậy. Vô Cực Thiên Tôn bùng nổ các loại thần thông phát ra công kích Giang Nam. Lúc này vang lên một tiếng nổ điếc tai, làn sóng thứ nhất bao phủ thời đại tiên đạo rốt cuộc cũng đè xuống. Tịch diệt kiếp thời đại nguyên thiên ùa vào thời đại tiên đạo. Đại kiếp nạn này mới giáng xuống liền ùa vào Vô Cực Thiên Tôn bao phủ lấy gã. Vô Cực Thiên Tôn hết hồn, thời đại nguyên thiên là thời đại mà gã sinh ra. Đại kiếp nạn này đến không đúng lúc chút nào, là nhằm vào kẻ chạy trốn khỏi thời đại nguyên thiên như gã. Vô Cực Thiên Tôn đang đánh nhau với Giang Nam. Nếu Vô Cực Thiên Tôn chấn áp tịch diệt kiếp sẽ bị Giang Nam thừa cơ hội, còn không chấn áp thì gã sẽ chết trong tai kiếp. Vô Cực Thiên Tôn cất tiếng cười to. Đây là trời muốn diệt ta sao? Không phải lỗi của ta, không phải do ngươi. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi muốn diệt ta không dễ như vậy đâu. Pháp lực vô cùng dồi dào tuôn ra chấn áp tịch diệt kiếp. Vô Cực Thiên Tôn lao hướng Giang Nam. Chỉ cần kéo dài vài hiệp là đại la thiên của ngươi sẽ bị tiêu diệt. Vô Cực Thiên Tôn chưa nói xong, Giang Nam đã áp sát, một chưởng ấn vào đầu gã. Vô Cực Thiên Tôn giơ tay đỡ, bàn tay của Giang Nam ấn xuống, các vòng nhân quả kêu leng keng. Vòng nhân quả rơi xuống, trói chặt Vô Cực Thiên Tôn lại. Dùng đại đạo nhân quả đối phó với ta sao? Ngươi quá coi thường ta rồi. Vô Cực Thiên Tôn vùng vẫy mới thoát khỏi vòng nhân quả, ngước lên đã thấy một chưởng đè xuống đầu mình. Cũng trong lúc này, tại Nguyên Thủy Đại La Thiên, Đạo Không Thiên Tôn chạy nhanh tới. Nguyên Mẫu Thiên Tôn đã sớm lấy Tiên Thiên Lô Bồng ra chuẩn bị phòng thủ. Đột nhiên các linh quang bay thẳng đến, thế giới thụ Hồng Mông Thanh Liên múa may từ xa quét mạnh vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nguyên Mẫu Thiên Tôn cảm thấy nhức đầu, hét lớn: mấy cái tên kia không đi giúp Vô Cực Thiên Tôn mà chạy tới đây hết để diệt Đại La Thiên hay sao? Các người cho rằng ta dễ ăn hiếp như vậy hay sao? Đúng vậy. Đạo Không Thiên Tôn đánh một đấm và Tiên Thiên Lô Bồng. Lô Bồng rung lắc dữ dội, vang lên tiếng lộp bộp. Lô Bồng bị cú đấm chấn vỡ. Lúc này thế giới thụ Hồng Mông Thanh Liên một trước một sau quét tới. Lô Bồng khó có thể chống đỡ, lập tức nổ tung. Đạo Không Thiên Tôn lắc người, thừa dịp Tiên Thiên Lô Bồng chưa hình thành lại liền xông vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Nguyên Mẫu Thiên Tôn đang định cứng rắn đón đỡ ngăn cản Đạo Không Thiên Tôn xông vào Đại La Thiên, chợt thấy một luồng linh quang hùng hồn bay đến đáp xuống đất biến thành Giang Nam. Đạo Không Thiên Tôn hết hồn bay ngược trở ra, nghi ngờ hỏi: Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao ngươi lại ở đây? Vô Cực đâu rồi? Nguyên Mẫu Thiên Tôn cũng giật mình, lạc giọng hỏi: mau như vậy sao? Giang Nam phủi áo bình tĩnh nói: ta đã nói đi chút rồi về, bây giờ Vô Cực Thiên Tôn đã ứng kiếp rồi. Đạo Không Thiên Tôn biến sắc mặt, xoay người đi, nhảy lên mấy cái liền đáp xuống thế giới thụ. Thế giới thụ nhẹ rung, đế lân xuất hiện. Trong Hồng Mông Thanh Liên, Thanh Liên Thiên Tôn chậm rãi trổ lên, hơi thở kết nối với Đạo Không Thiên Tôn. Ba Thiên Tôn từ bỏ mâu thuẫn lúc trước, chọn liên minh với nhau. Thanh Liên Thiên Tôn cười to nói: từ sau trận ác chiến chấn áp tịch diệt đạo nhân thì ba Thiên Tôn chúng ta đã lâu không hợp tác rồi, không ngờ hôm nay còn có lúc như thế này. Thanh Liên Thiên Tôn mới thốt ra lời này, sóng lòng của Đế Lân cùng Đạo Không Thiên Tôn liền trào dâng. Ngày xưa kia ba người còn thân thiết, chung tay góp sức chấn áp tịch diệt đạo nhân. Khi đó ba người giao lưu đại đạo, xác nhận đạo và lý của nhau. Bọn họ trời không sợ, đất không sợ, đồng lòng hợp sức. Bọn họ chém thân thể, chạm đạo quả của tịch diệt đạo nhân mà mọi người đều sợ như cọp, phanh thây chấn áp xuống. Hiện giờ Đế Lân cùng Thanh Liên Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn có lại cảm giác của năm xưa, cùng nhau phối hợp đối phó với Giang Nam, giết chết hắn. Nhưng cảm giác này chỉ là thoáng qua, ba người không thể trở về như trước kia được nữa. Thời đại hỗn độn của thần hoàn toàn đã bị thời đại tiên đạo thay thế. Hoặc Thanh Liên Thiên Tôn và Đế Lân hợp sức chu sát Bất Không đạo nhân, hay Thanh Liên Thiên Tôn mở mang hỗn độn, hay Đạo Không Thiên Tôn hỗ trợ Vô Cực Thiên Tôn dẫn đến 22 sóng kiếp tiền sử. Những ân oán này không dễ kết thúc. Khí thế
đạo và lý của ba người kết hợp lại rồi lại tự tách ra, khúc mắc vẫn còn. Giang Nam đứng trên nguyên thủy Đại La Thiên, biểu tình bình tĩnh. Giang Nam lạnh nhạt nói: ba vị đạo hữu, Vô Cực Thiên Tôn là đầu sỏ tội ác dấy lên tịch diệt kiếp cuối cùng, trừ khử hắn là thiên kinh địa nghĩa. Ba đạo hữu hãy yên tâm, trước khi tịch diệt kiếp cuối cùng đến, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Sau khi tịch diệt kiếp cuối cùng bùng nổ, chúng ta lại quyết định sinh tử. Bây giờ chỉ còn lại mấy ngàn vạn năm, chờ tịch diệt kiếp cuối cùng đến thôi. Đạo Không Thiên Tôn bay lên, rời xa thế giới thụ nói: một lời đã định. Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn do dự một chút, không có Đạo Không Thiên Tôn thì Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn không đấu lại với Giang Nam. Cho dù hai người có hợp tác với Đạo Không Thiên Tôn, trong tình huống tâm ý không hợp, đạo lý không dung thì vẫn sẽ chết. Huống chi bên cạnh Giang Nam còn có Nguyên Mẫu Thiên Tôn, cũng là sức chiến đấu không nhỏ. Giờ Đạo Không Thiên Tôn đã đi xa, chỉ dựa vào Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn không chiếm được ưu thế. Miễn cưỡng công kích ngược lại sẽ bị Giang Nam đánh chết. Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn liếc nhau liền bay đi. Thanh Liên Tiên Tôn khẽ thở dài nói: Vô Cực Thiên Tôn chết quá nhanh, nếu hắn chết muộn thêm một chút là có thể phá Đại La Thiên, Nguyên Mẫu sẽ bị giết đi, sẽ không bị động thế này. Đế Lân, người nói xem Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nào chu sát Vô Cực Thiên Tôn trong thời gian ngắn như vậy hay không? Tim của Đế Lân đập nhanh, trầm giọng nói: Vô Cực Thiên Tôn đã sớm tu luyện đến trình độ khủng bố, nhân quả bất diệt, ta bất diệt, là người rất gần với tận cùng đại đạo. Bây giờ nhân quả còn trong thiên địa, Vô Cực Thiên Tôn không thể nào dễ dàng bị giết như vậy được. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về nhanh như vậy, có lẽ đã giết Vô Cực Thiên Tôn thật rồi. Hai thiên tôn liếc nhau, đồng thanh kêu lên: trong này nhất định có vấn đề. Đế Lân cùng Thanh Liên Thiên Tôn chạy nhanh đến nơi Giang Nam và Vô Cực Thiên Tôn đã đánh nhau. Đạo Không Thiên Tôn cũng có mặt, đang nhìn dấu vết hai thiên tôn đánh nhau để lại. Ánh mắt Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn giao nhau rồi tách ra, tự mình xem xét. Đại đạo nhân quả vẫn còn, Vô Cực Thiên Tôn không chết mà là bị trấn áp rồi. Ba người đều có phát hiện riêng. Thanh Liên Thiên Tôn nghiến răng nói: ta cứ nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn rộng lượng cho chúng ta ngàn vạn năm cuối cùng để tu luyện, hóa ra là hắn trấn áp Vô Cực Thiên Tôn, không có sức ra tay với chúng ta. Đạo Không Thiên Tôn đi xa thản nhiên nói: trong một giây, Vô Cực Thiên Tôn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp. Thực lực của Nguyên Thủy siêu đáng sợ, hơn xa chúng ta. Giờ chỉ còn cách đợi tịch diệt kiếp cuối cùng của hắn bộc phát ra rồi mới giết hắn được. Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn tim đập nhanh. Đạo Không Thiên Tôn nói đúng, Giang Nam trong một giây trấn áp Vô Cực Thiên Tôn, nhân vật rất gần với tận cùng đại đạo. Nhìn dấu vết chiến trường thì Giang Nam sử dụng hai chiêu, một chiêu dùng đại đạo phá đại đạo, một chiêu là dùng nguyên thủy hóa nhân quả, một ấn trấn áp Vô Cực Thiên Tôn trong Đại La Thiên trong bàn tay mình. Ngay sau đó, Giang Nam biến thành linh quang, quay về chỗ của mình, đối diện với ba thiên tôn. Bàn tay Giang Nam luôn chắp sau lưng, siết chặt, bởi vì lòng bàn tay của Giang Nam nắm chặt Vô Cực Thiên Tôn, sợ bị ba thiên tôn phát hiện có điều lạ. Thật không uống, là nhân vật sinh ra từ hổ ly giáo mà. Thanh Liên Thiên Tôn nghiến răng cười nói: thật gian trá, hắn biểu hiện mạnh mẽ, hù ba chúng ta, lại dùng ngôn ngữ tiêu trừ quyết tâm tất chiến tất thắng của chúng ta, quyết định đến tịch diệt kiếp cuối cùng rồi lại chiến đấu, khiến chúng ta chủ động rút lui. Bây giờ dù chúng ta có quay lại cũng không còn nhuệ khí như lúc trước nữa rồi. Đế Lân gật đầu, công nhận tâm kế của Giang Nam rất lợi hại. Chỉ còn ngàn vạn năm là đến tịch diệt kiếp cuối cùng, hiện tại thời không tan vỡ, sóng kiếp thời đại nguyên khởi, nguyên đạo tùy thời sẽ giáng xuống. Đừng liều mạng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi và ta cần nắm chắc thời gian cuối cùng, cố gắng đến tận cùng đại đạo. Đế Lân thở hắt ra nói: tất cả đều là ảo, chỉ có tận cùng đại đạo mới là vốn liếng độ qua tai kiếp này. Bên trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn Giang Nam từ trên xuống dưới. Nguyên Mẫu Thiên Tôn khó tin nói: ngươi thật sự đã chém Vô Cực Thiên Tôn sao? Nếu ngươi có bản lĩnh này thì sợ gì ba người kia hợp tác đây? Giang Nam mỉm cười, xòe tay ra,
trong lòng bàn tay của Giang Nam có một nguyên thủy Đại La Thiên nho nhỏ. Trong Đại La Thiên, Vô Cực Thiên Tôn bị trăm vạn tiên thiên đạo cảnh chấn áp. Vô số tiên thiên đạo cảnh hóa thành tiên thiên linh bảo, pháp bảo nhiều không đếm xuể, không ngừng công kích gã, tiêu trừ thực lực của gã. Có cả đạo cảnh đẳng cấp chí bảo như tiên thiên mộng kính, lấy mộng nhập đạo, hồng mông tiên thiên của Thanh Liên Tiên Tôn, nguyên thần tiên thiên của Đế Lân, đạo mẫu tiên thiên của Nguyên Mẫu Thiên Tôn, tịch diệt tiên thiên của Tịch Diệt Đạo Nhân, tất cả biến thành hình dạng chí bảo. Các loại tiên thiên đạo cảnh công năng khác nhau, có cái nhiếp hồn, có cái nhập mộng, có cái chấn áp, có cái luyện hóa, lại có cái đông lại pháp lực, có cái tịch diệt hết thảy. Dù Vô Cực Thiên Tôn cường đại đến khó tin, nhưng vẫn bị chấn áp trong lòng bàn tay của Giang Nam, không trốn ra được. Vô Cực Thiên Tôn ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay Giang Nam, dốc sức phòng ngự. Các vòng nhân quả bay quanh thân như bánh xe lăn không ngừng. Vô Cực Thiên Tôn có linh cảm, ngước đầu lên nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân quả bất diệt, ta bất diệt. Dù ngươi chấn áp được ta, thế nhưng đừng hỏng lấy mạng ta. Giang Nam mỉm cười không quan tâm. Đột nhiên tất cả tiên thiên đạo cảnh trong lòng bàn tay Giang Nam hóa thành tịch diệt tiên thiên, quay quanh Vô Cực Thiên Tôn, tịch diệt nhân quả quanh người gã. Vô Cực Thiên Tôn biến sắc mặt, chán toát mồ hôi lạnh. Vô Cực Thiên Tôn không chỉ một lần lộ ra sự khinh thường tịch diệt đạo nhân, hay mỉa mai coi rẻ tịch diệt đạo nhân. Thế nhưng tịch diệt tiên thiên hoàn toàn khắc chế nhân quả tiên thiên của Vô Cực Thiên Tôn. Tịch diệt thì nhân quả sẽ không tồn tại. Giang Nam sử dụng tịch diệt tiên thiên phá giải nhân quả bất diệt, ta bất diệt của Vô Cực Thiên Tôn. Diệt nhân quả, chờ đợi Vô Cực Thiên Tôn là một con đường chết. Nguyên Thủy, ngươi còn dám sử dụng tịch diệt tiên thiên hay sao? Vô số tiên thiên đạo cánh trong cơ thể ngươi đã rơi vào tịch diệt. Tịch diệt đạo nhân sinh ra sẽ vô cùng khủng bố. Vô Cực Thiên Tôn cao giọng quát lên: Bây giờ ngươi lại tịch diệt, luyện hóa ta, tương đương tăng thực lực tịch diệt đạo nhân lên cùng trình độ với ta, ngươi chết chắc rồi. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nghe xong cũng hết hồn, quay sang mà nhìn Giang Nam. Vô Cực, nói có thật không? Giang Nam gật đầu nói: Ta dùng tịch diệt tiên thiên luyện hóa Vô Cực, đại đạo tịch diệt nuốt hắn, nguyên thủy đại đạo sinh ra tịch diệt đạo nhân sẽ tăng thực lực lên cùng đẳng cấp với Vô Cực Thiên Tôn. Nguyên Mẫu Thiên Tôn hít một ngụm khí lạnh, nghiến răng mà nói: Ngươi đang liều mạng, ngươi muốn chết hay sao? Lão nương cũng thật thổ đồ mà đi theo ngươi. Tới lúc đối kháng với ba tên kia, hơn phần nửa khả năng sẽ bị người ta giết rồi. Giang Nam mỉm cười nói: Nếu không có quyết tâm liều mạng thì sao thành tựu nguyên thủy được đây? Vô Cực Thiên Tôn, trong vòng vạn năm ta sẽ luyện hóa Vô Cực. Sau vạn năm, Vô Cực sẽ bị tịch diệt tiên thiên nuốt gọn, biến thành tịch diệt đạo nhân, hấp thu đại đạo tịch diệt trong người ta. Chờ tịch diệt kiếp cuối cùng của ta bùng nổ, hắn sẽ hấp thu hết đại đạo tịch diệt trong người ta, lớn mạnh đến cực hạn. Ta có thể thành tựu nguyên thủy hay không, phải xem ta có hoàn toàn luyện hóa Vô Cực được hay không. Vô Cực Thiên Tôn ở trong lòng bàn tay hét lớn: Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đang tự sát sao? Giang Nam làm ngơ như không nghe thấy gì, hắn ngồi xếp bằng xuống. Trong lòng bàn tay Giang Nam, Vô Cực Thiên Tôn không ngừng bị tiêu trừ đại đạo, càng nhiều đại đạo tịch diệt nhập vào người của Giang Nam. Trong cơ thể Giang Nam, vô số tiên thiên đạo cảnh hóa thành tịch diệt kiếp tuôn ra. Đây là đang liều mạng mà đánh cuộc. Trước kia Giang Nam có thể thành tựu Nguyên Thủy vì hắn rơi vào cảnh giới kỳ diệu nhanh hơn thời gian một giây. Bây giờ Giang Nam trở về hiện tại, nếu muốn lại thành tựu Nguyên Thủy, sao có thể không trả giá cực lớn cho được? Phóng túng Nguyên Thủy đại đạo, diễn biến đại đạo tịch diệt, luyện chết Vô Cực Thiên Tôn, luyện thành tịch diệt đạo nhân trước giờ chưa từng có. Đây chính là sát chiêu ác nhất Giang Nam chuẩn bị lại thành tựu Nguyên Thủy. Nếu thành công, Giang Nam thành tựu Nguyên Thủy, nếu thất bại, hồn phi phách tán. Trong vạn năm, Vô Cực Thiên Tôn trong lòng bàn tay của Giang Nam bị luyện hóa hoàn toàn, đại đạo nhân quả biến thành đại đạo tịch diệt nhập vào người hắn. Tịch diệt kiếp vô biên vô hạn biến thành tịch diệt đạo nhân siêu khủng bố. Tịch diệt đạo nhân liên tục hấp thu các linh quang tịch diệt kiếp chứng lớn ra. Giang Nam liên tục chấn áp luyện hóa tịch diệt đạo nhân, thực lực cũng tăng trưởng. Lại qua trăm vạn năm, thiên địa rung lắc dữ dội, tịch diệt kiếp thời đại nguyên khởi ùa vào thời đại tiên đạo, nhấn chìm cả thời đại tiên đạo. Vô số ngôi sao vỡ nát biến thành bột phấn,
lại hóa thành hỗn độn hồng mông. Tịch diệt kiếp vũ trụ ma giới dâng lên như sóng, liên kết với tất cả kiếp số tiên giới. Tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo bùng nổ, uy lực hơn 20 tịch diệt kiếp nối liền với nhau, không ngừng sâu sắc, lớn mạnh hơn. Sâu bên trong vũ trụ tiên giới vang lên tiếng hét thảm, là Long Ngạn đạo quân của Ngọc Kinh Thánh Giáo bị tịch diệt kiếp nghiền nát. Thời đại tiên đạo bị phá hủy, chỉ còn lại Nguyên Thủy Đại La Thiên bồng bềnh bên trong tịch diệt kiếp. Đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Giang Tuyết Tình, Vạn Vật Đạo Tổ, Giang Tuyết vận chuyển Tiên Thiên Lô Bồng chống lại sóng kiếp, bảo vệ Đại La Thiên. Trong tịch diệt kiếp còn có thế giới thụ trôi nổi, Hồng Mông Thanh Liên phập phồng. Đạo Không Thiên Tôn hấp thu hỗn độn, tịch diệt thiên hỏa, trong tịch diệt kiếp tu vi cũng tăng vọt. Bất giác ngàn vạn năm qua đi, hôm nay đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn trong Nguyên Thủy Đại La Thiên đột nhiên cảm thấy thời gian như đứng lại. Ngay lúc này, một người khổng lồ nằm ngủ trong hư không cũng xuất hiện. Đây là một đế hoàng nằm ngang hư không xuất hiện gần Đại La Thiên. Đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn dương mắt nhìn, đế hoàng mỉm cười mà nhìn bọn họ. Đây chính là điện chủ sơ đại đạo quân điện, thi thể đế giang Giang Thái Khư. Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngơ ngác nhìn đế hoàng, như thể đế giang sớm thấy cảnh tượng này, dù chết đi thì trên mặt vẫn còn treo nụ cười. Bàn tay đế giang vươn ra trước, tay nâng một lão tiên ông tóc bạc phơ. Nguyên Mẫu Thiên Tôn run giọng nói: "Lão thỏ sao?" Nguyên Mẫu Thiên Tôn giật mình tỉnh lại, tức giận mắng: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, người hố chết người rồi. Nó là viện quân thì ra muốn phục vụ ta, thay hắn ngăn cản đế tôn và đạo không. Cái tên xấu xa sớm đã tính kế phu thê chúng ta rồi." Ầm 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 ầm, sóng kiếp thời đại nguyên đạo đè xuống. Thi thể của đế giang lịch kiếp tuy không hỏng, thế nhưng trước hạo kiếp này bắt đầu chốc ra tan rã. Tịch diệt kiếp cuối cùng rốt cuộc cũng đến. Hơn 20 đợt tịch diệt kiếp tiền sử và tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo giao hòa tụ lại thành hạo kiếp trước giờ chưa từng có, cuốn sạch hết thảy, phá hủy hết thảy. Vũ trụ tiên đạo hoàn toàn rơi vào tịch diệt, chỉ còn lại Đại La Thiên trôi nổi trong tịch diệt kiếp cuộn trào. Thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên cũng vậy. Trong vũ trụ tiên đạo đã bị hủy diệt thành hỗn độn, các tịch diệt ma nhãn mở ra, từng tia ma quang bắn ra dày đặc như cái lưới không thể tưởng tượng. Lưới chụp trong hư không, núp sâu cỡ nào cũng bị lưới kéo ra. Các tịch diệt kiếp quang vô cùng huyễn lệ như mưa rơi xuống, có tận thế kiếp âm biến thành các tịch diệt ma trống vỗ thùng thùng, tiếng trống hủy diệt hết thảy. Lại có kiếp vũ hóa thành kiếp thủy, hình thành kiếp hải mãnh liệt dâng trào, nơi nó đi qua mọi thứ đều bị ăn mòn. Đây là tai kiếp trước giờ chưa từng có, dị tượng các đợt tịch diệt kiếp chưa có bao giờ, tất cả cùng bộc phát trong hạo kiếp này. Hơi thở mục giữa lấp đầy không gian, thời gian, khiến tất cả đại đạo cùng tan vỡ, tan rã.